Thị Lan, bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức sắp bị cách chức và khai trừ đảng. Quyết định cách chức, khai trừ đảng đối với bà Nguyễn Thị Lan sẽ được công bố vào sáng ngày mai 19 tháng 10. Cuối cùng thì điều gì đến đã phải đến. Trên cương vị bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm, bà Nguyễn Thị Lan đã không hoàn thành chức trách được giao. Bà Nguyễn Thị Lan không những không thể hiện được vai trò của người đứng đầu đảng ủy xã mà còn có hành vi tiếp tay ủng hộ cho những hành vi sai trái, vi phạm pháp luật của ông Lê Đình Kình và Tổ Đồng Thuận. Cách đây gần 2 tháng, từ ngày 20 đến 22 tháng 8 năm 2017, cấp ủy chính quyền xã Đồng Tâm đã tổ chức hội nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên, tập thể, cá nhân liên quan đến công tác lãnh đạo tại xã Đồng Tâm. Trong đó có kiểm điểm trách nhiệm sự yếu kém của bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm Nguyễn Thị Lan. Sau khi hội nghị kiểm điểm trách nhiệm này tại xã Đồng Tâm kết thúc, nhiều người đã đoán được cái kết dành cho bà Nguyễn Thị Lan, bí thư đảng ủy xã. Có thể nói, việc cách chức khai trừ đảng đối với bà Nguyễn Thị Lan là một quyết định hoàn toàn hợp lý để xảy ra tình hình phức tạp về an ninh trật tự ở xã Đồng Tâm trong một thời gian dài. Trên cương vị là người đứng đầu cấp ủy, bà Lan phải là người chịu trách nhiệm. Không những vậy, bà Lan còn tỏ ra là người nhanh nhạy, thức thời nhất. Ngay từ ngày đầu ông Kình và Tổ Đồng Thuận có đơn tố cáo ở xã, thì anh em bà Lan đã tích cực tham gia tuyên truyền, ủng hộ và thể hiện hết mình là người liêm khiết, trong sáng, có tố chất lãnh đạo. Nhưng đến khi cơ quan chức năng lật tẩy những sự thật của mình, và đó là cái việc gian lận về tuổi tác, gian lận về bằng cấp phổ thông, việc xét duyệt cho vay vốn ngân hàng chính sách và thu phí trái quy định của hội phụ nữ xã do bà Lan điều hành, cũng như việc lợi dụng vốn cho vay nặng lãi của gia đình bà, đặc biệt là việc đã bán đất nông nghiệp thành đất thổ cư nhưng vẫn còn tiêu chuẩn và được phép ghép khẩu nhận chuyển đất đối với con rể nhưng sau đó vẫn có ruộng ngoài đồng. Việc vận dụng vốn tự có trong công tác là kẻ cơ hội chính trị, thì bà Lan đã kịp thời gặp ông Kình cùng đại diện Tổ Đồng Thuận xin ủng hộ một số kinh phí thỏa đáng để được bỏ qua và giả bài tâm sự, mong được giúp đỡ cũng như cam kết chặt chẽ với Tổ Đồng Thuận trong mọi công việc. Là người đứng đầu đảng ủy xã, nhưng bà Lan lại trở thành thành viên chính thức của Tổ Đồng Thuận và là quân cờ của ông Kình trong nắm bắt chủ trương đường lối để lừa đảng dối dân, chống đối chính quyền, gây chia rẽ nội bộ, dẫn đến chính quyền địa phương bị vô hiệu hóa. Một cán bộ lãnh đạo như vậy, việc cách chức và khai trừ đảng là hoàn toàn cần thiết, hoan nghênh tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật và kiên quyết xử lý cán bộ vi phạm của Hà Nội. Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với các bạn trao đổi vấn đề này khi có thông tin thêm.